ngày 1 tháng 7 năm 2023, tức ngày 14 tháng 5 âm lịch, Pháp hội Một Ngày An Lạc do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã diễn ra trang nghiêm tại Chùa Thượng, thành phố Sông Công. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương đã quan lâm chứng minh và có bài pháp thoại gửi đến toàn thể đại chúng. khóa tu diễn ra với sự tham dự của trên 3.000 Phật tử thuộc Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc và quý Phật tử trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, khóa tu là cơ hội quý báu cho Phật tử trao dồi trí tuệ, đạo đức để chuyển hóa khổ đau ngay trong kiếp sống hiện tại nhằm có được an lạc, hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thượng tọa chúc cho các Phật tử có một ngày tu học tràn đầy niềm an lạc hoan hỷ. Dịp này, nhiều lãng hoa chúc mừng cũng được lãnh đạo các cấp chính quyền trao tặng, chúc cho ngày tu diễn ra thành công tốt đẹp. Tại đây, Phật tử Pháp Thiện Thịnh, Phó Ban điều hành đạo tràng Pháp Hoa Miền Bắc đã cùng đối chức Chư tôn Đức dâng lời tác bạch nguyện một ngày được tu học trong chính pháp Như Lai, từ đó tích lũy tư lương, làm hành trang trên bước đường học Phật tu thân, phát triển đạo tràng ngày càng lớn mạnh, góp phần truyền bá giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ban lời pháp nhũ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm hoàn hỉ tán thán sự chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo sát sao của Chư Tôn Đức, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Sự giúp đỡ hộ trì của các cấp chính quyền trong tỉnh để tổ chức một pháp hội trang nghiêm đầy đủ tứ chúng đồng tu. Hòa thượng nhắc lại quá trình hình thành đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc mà đứng đầu là Đức Tôn Sư Khả Kính, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ tử Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng khẳng định, sự tu tập rất quan trọng, giáo pháp của Đức Phật đều mang lại sự an lạc, hạnh phúc cho bất cứ ai thực hành theo. Chúng ta đang ngồi đây trực tiếp tu nhưng cũng gián tiếp là một hoảng pháp viên, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha, hòa bình của Đức Phật. Hòa Thượng cũng nhắn nhủ các Phật tử, hãy giữ gìn trang nghiêm thần khẩu ý để ngày tu hôm nay được thành tựu viên mãn. Từ đó, nhờ vào công đức, năng lượng của ngày tu này, cầu nguyện cho quốc Thái Dân An, cầu nguyện cho gia đình các Phật tử được an lành, cát tường chúc cho các Phật tử được năm pháp của Đức Phật, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Tiếp nối chương trình khai mạc, toàn thể đại chúng đã cùng trì tụng kinh Bổn môn Pháp Hoa, cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn buổi chiều sau khi ổn định đạo tràng đáp lại sự thỉnh cầu và khát ngưỡng học hỏi chính pháp của đạo tràng phật tử hòa thượng thích bảo nghiêm phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban hoàng pháp trung ương giáo thọ sư đạo tràng pháp hoa miền bắc đã quang lâm pháp tòa chia sẻ pháp thoại đến với đạo tràng tu học về ý nghĩa của việc thọ trì bát quan trái giới Trước tiên, Hòa Thượng đã tán thán tinh thần tu học đầy kham nhẫn và tinh tiến của các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc. Dù thời tiết nắng nóng nhưng vẫn đi hàng trăm cây số cùng nhau vân tập về Chùa Thượng để tham dự ngày tu. Theo Hòa Thượng, Đức Phật chế ra tám điều giới để Phật tử có thể tu tập, giữ thân khẩu ý thanh tịnh, rời bỏ sự phiền não, tạo ra niềm hỷ lạc vô biên, từ đó xây dựng được một cuộc sống an vui giải thoát. Pháp hội một ngày an lạc tại Chùa Thượng khép lại thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể hội chúng.